Xin cảm ơn bạn giải đáp rất nhiều. Tôi xin hỏi câu tiếp theo. Tại sao nói con người mê tín là công cụ của thần thánh? Xin giải thích giúp tôi ạ. Xin cảm ơn. Tôi là thiền gia Hoàng Oanh. Xin giải đáp câu hỏi số 6 của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Phần này thì xin anh lưu ý, khi mà một con người mê tín là do người này không biết được việc làm cũng như là nhiệm vụ của thần và thánh, nên người này mới bị mê tín hay tin lầm, cũng gọi là tin sai. Còn nếu người nào mà đã biết được việc làm hay nhiệm vụ của thần và thánh thì họ sẽ không bị mê tín hay không bị tin lầm. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo.